trần làm duyên với nhau, sanh ra thân thức. Vậy thức này từ thân căn ra, lấy thân căn làm giới, hay từ xúc trần ra, lấy xúc trần làm giới? A Nan, nếu từ thân căn ra, ắt chẳng có hai duyên ly và hợp. Chẳng có ly hợp thì thân căn làm sao biết được? Nếu từ xúc trần ra, ắt chẳng phải thân căn của ngươi. Vậy có ai chẳng có thân mà biết ly và hợp? A Nan, nếu vật chẳng xúc giác, thân biết có xúc, biết thân tức là xúc, biết xúc tức là thân, tức xúc chẳng phải thân, tức thân chẳng phải xúc. Hai tướng thân căn và xúc trần vốn chẳng xứ sở, hợp thân tức là tự thể của thân, lìa thân tức như tướng hư không, trong và ngoài chẳng thành, thì chính giữa từ đâu lập? Giữa chẳng thể lập thì trong ngoài tánh không, vậy thức ngươi từ đâu mà lập? Nên biết thân căn xúc trần làm duyên với nhau, sanh thân thức giới, ba chỗ đều không, tức thân căn xúc trần và thân thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 6. Ý căn pháp trần, ý thức giới vốn vô sanh. A Nan, như ngươi đã rõ, ý căn pháp trần làm duyên với nhau, sanh ra ý thức. Vậy thức này từ ý căn ra, lấy ý căn làm giới, hay từ pháp trần ra, lấy pháp trần làm giới? A Nan, nếu từ ý căn ra thì trong ý ngươi ắt phải có suy tư mới phát minh được ý ngươi. Nếu chẳng suy tư thì ý chẳng thể sanh, lìa duyên thì chẳng có hình tướng. Vậy thức dùng để làm gì? Thức của ngươi với sự suy tư và tánh hiểu biết là đồng hay khác? Nếu đồng với ý tức là ý căn, sao nói từ ý căn ra? Nếu khác với ý thì chẳng phải ý căn. Chẳng phải ý căn thì không có năng biết, năng không ắt sở cũng không. Nếu không có sở biết thì sao nói từ ý căn ra? Nếu có sở biết thì làm sao biết ý căn? Vậy hai tánh đồng và dị đã chẳng có thì giới từ đâu lập? Nếu từ pháp trần ra thì các pháp trong thế gian chẳng ngoài ngũ trần. Ngươi hãy xét xem, các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc đều có tướng rõ ràng để đối với ngũ căn, chẳng thuộc phạm vi của ý căn. Nếu thức ngươi nhất định từ pháp trần ra thì ngươi hãy xét kỹ hình tướng của mỗi pháp như thế nào. Nếu lìa sắc không, thông nghẽn, ly hợp và sanh diệt, ngoài các tướng này chẳng có sở đắc. Sanh thì các pháp sắc không cùng sanh, diệt thì các pháp sắc không cùng diệt. Vậy cái nhân sanh ra đã không, làm sao có thức? Thức đã chẳng có, giới từ đâu lập? Nên biết ý căn pháp trần làm duyên với nhau, sanh ra ý thức giới, ba chỗ đều không, tức ý căn pháp trần, ý thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. A Nan bạch Phật: Như Lai thường giảng về nhân duyên hòa hợp rằng, tất cả các thứ biến hóa trên thế gian đều do tứ đại hòa hợp mà sanh. Sao Như Lai lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay con chẳng biết nghĩa này thế nào, xin Phật thương xót khai thị pháp liễu nghĩa chẳng hí luận của Trung Đạo cho con và chúng sanh được rõ. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan: Trước đây ngươi nhàm chán các pháp tiểu thừa, thanh văn duyên giác, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, nên ta vì ngươi khai thị đệ nhất nghĩa đế. Sao ngươi lại còn đem những hí luận của thế gian vọng tưởng cho là nhân duyên mà tự ràng buộc? Ngươi dù học rộng nghe nhiều, như người chỉ dùng miệng nói thuốc, khi thuốc thật hiện tiền thì lại chẳng biết, Như Lai gọi là thiệt đáng thương xót. Nay ngươi hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ngươi khai thị từng lớp một, cũng khiến những người tu đại thừa sau này thông đạt được thật tướng. A Nan yên lặng kính dâng thánh chỉ của Phật. A Nan, như ngươi đã nói, tứ đại hòa hợp sanh ra các thứ biến hóa trên thế gian. A Nan, nếu thể tánh của tứ đại chẳng phải hòa hợp thì chẳng thể lẫn lộn nhau,
cũng như hư không chẳng thể hòa hợp với các sắc tướng. Nếu là hòa hợp thì đồng như biến hóa, đầu đuôi duyên nhau, sanh diệt tương tục, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt như dòng lửa quay tròn. A Nan, cũng như nước thành băng, băng lại thành nước, chẳng hề ngừng nghỉ. Thất đại một, tánh địa đại vốn vô sanh. Người xem tánh địa, thô là đại địa, tế là vi trần, cho đến cực vi là lân hư trần, là sắc tướng nhỏ tột. Nếu phân tách nữa thì thành tánh hư không. A Nan, nếu cái lân hư trần đó tách được thành hư không, thì hư không cũng sanh được sắc tướng. Nay ngươi hỏi rằng, do hòa hợp mà sanh các sắc tướng biến hóa trên thế gian, thì ngươi hãy xét, cái lân hư trần này phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có. Chẳng lẽ lân hư trần hợp thành lân hư trần? Lại lân hư trần đã tách thành hư không, thì dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới được thành hư không? Nếu lúc hợp sắc, sắc chẳng phải hư không. Nếu lúc hợp không, hư không chẳng phải là sắc. Sắc còn có thể tách ra được, chứ hư không làm sao mà hợp? Người vốn chẳng biết, trông như lai tạng, tự tánh, tánh sắc chân không, thể tánh của sắc chẳng phải thật, tức là chân không. Tánh không chân sắc, thể tánh của không chẳng phải thật, tức là chân sắc. Tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Người thế gian chẳng biết những hiện tượng đó chỉ là mở mắt chiêm bao, lại mê lầm cho là nhân duyên và tự nhiên. Ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. 2. Tánh quả đại vốn vô sanh. A Nan, tánh quả chẳng có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát sanh. Ngươi xem các nhà, khi muốn nhúm lửa nấu cơm, thì cầm tấm kiến đưa dưới ánh sáng mặt trời mà lấy lửa. A Nan, cái gọi là hòa hợp cũng như ta cùng ngươi và 1250 vị tỳ kheo. Nay hợp thành một chúng. Chúng dù là một, xét về căn bản, thì mỗi người đều có thân riêng biệt, có tên gọi họ hàng của mình, như Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, U Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến ngươi thì thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu tánh lửa này do hòa hợp mà có, thì khi ngươi cầm miếng kiến lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa này từ trong kiến ra, từ bùi nhùi ra, hay từ mặt trời ra? A Nan, nếu lửa từ mặt trời ra đốt được bùi nhùi trong tay người ấy, thì những rừng cây và ánh sáng mặt trời chiếu qua lẽ ra đều bị đốt cả. Nếu từ trong kiến ra có thể đốt cháy bùi nhùi, sao cái kiến lại không chảy? Cả cái tay ngươi cầm kiến còn chẳng thấy nóng, thì làm sao kiến lại chảy được? Nếu do bùi nhùi ra, thì cần gì ánh sáng mặt trời với kiến tiếp xúc nhau rồi mới có lửa? Ngươi lại xét kỹ, kiến do tay cầm, mặt trời thì ở trên không, còn bùi nhùi thì từ đất sanh ra, vậy lửa từ phương nào mà đi đến chỗ này? Mặt trời và kiến cách xa nhau, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng lẽ tánh lửa khi không tự có? Ngươi vốn chẳng biết, trong Như Lai Tạng, tánh quả chân không, tánh không chân quả, tự tánh vốn thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. A Nan nên biết, người thế gian ở nơi này cầm kiến thì nơi này bốc lửa, nếu khắp pháp giới đều cầm kiến thì khắp pháp giới bốc lửa, lửa cháy khắp thế gian, đâu có xứ sở, chỉ tùy theo nghiệp thức của chúng sanh mà biến hiện. Người thế gian chẳng biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. 3. Tánh thủy đại vốn vô sanh. A Nan, tánh thủy chẳng định, ngưng và chảy không ngừng, như trong thành Thất La Việt,
các ông Ca Tỳ La, Chứ Ca La và các nhà đại huyễn thuật Bát Đầu Mahātaṭṭha, khi muốn cầu thái âm tinh để hòa các thuốc huyễn thuật, thì các ông ấy ở giữa đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu hứng nước dưới ánh trăng. Vậy nước này từ hạt châu ra, từ hư không ra, hay từ mặt trăng ra? A Nan, nước từ mặt trăng ra, ánh trăng đã có thể từ phương xa làm cho hạt châu chảy nước, thì những rừng cây mà ánh trăng chiếu qua lẽ ra đều phải chảy nước. Nước chảy nước thì khỏi đợi hạt châu mới có nước chảy. Nước không chảy nước thì rõ ràng nước chẳng phải từ mặt trăng ra. Nước từ hạt châu ra thì trong hạt châu phải thường chảy nước, đâu cần đợi ánh trăng trong lúc nửa đêm. Nước từ hư không ra thì từ hư không vô tận, nước cũng vô biên. Vậy từ cõi người đến cõi trời đều bị chìm ngập cả, làm sao lại có các loài ở dưới nước, trên bờ và trên không? Ngươi hãy xét kỹ, mặt trăng thì ở trên trời, hạt châu ở nơi tay, còn mâm đựng hạt châu hứng nước thì do người đặt ra. Vậy nước từ phương nào mà chảy đến đây? Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng lẽ nước thì không tự có? Ngươi vốn chẳng biết, trong Như Lai Tạng, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, tự tánh vốn thanh tịnh, cùng khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Thế nơi này cầm hạt châu thì nơi này chảy nước, khắp pháp giới cầm hạt châu thì khắp pháp giới chảy nước. Tánh thủy sanh khắp thế gian, đâu có xứ sở, chỉ theo nghiệp thức của chúng sanh mà biến hiện. Người thế gian chẳng biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lượng. Phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Tánh phong đại vốn vô sanh. A Nan, tánh phong chẳng có tự thể, động tịnh không chừng. Ngươi thường ở nơi chúng mà sửa áo, chéo áo tăng dạ lê chạm đến người bên cạnh thì có chút gió phất qua mặt người kia. Vậy gió này từ chéo áo cà sa ra, từ hư không ra hay từ mặt người ra? A Nan, nếu gió từ chéo áo cà sa ra thì ngươi đã mặc luôn cả gió. Lẽ ra cái áo phải bay tung ra, rời khỏi thân ngươi. Nay ta rủ áo trong hội này, ngươi hãy xem cái áo của ta gió núp ở chỗ nào. Chẳng lẽ trong áo lại có chỗ chứa gió ư? Nếu gió từ hư không ra, khi cái áo ngươi chẳng động, thì sao lại chẳng phất? Tánh hư không thường trụ thì gió phải thường sanh. Vậy lúc chẳng gió, hư không phải diệt. Gió diệt còn có thể thấy được, hư không diệt thì là hình tướng gì? Nếu có sanh diệt thì chẳng gọi là hư không. Đã gọi là hư không thì làm sao lại có gió ra? Nếu gió từ mặt người bị phất sanh ra thì đã từ mặt người đó ra. Lẽ ra phải phất lại ngươi. Sao tự ngươi sửa áo mà phất ngược lại người kia? Ngươi hãy xét kỹ. Sửa áo do ngươi, cái mặt thì thuộc người kia. Hư không thì vắng lặng chẳng lay động. Vậy gió từ phương nào dông ruổi đến đây? Tánh gió và tánh hư không khác nhau, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng lẽ tánh gió khi không tự có? Người vốn chẳng biết, trong Như Lai Tạng, tánh phong chân không, tánh không chân phong, tự tánh vốn thanh tịnh, cùng khắp mười phương pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. A Nan, như một mình ngươi hơi động cái áo thì có chút gió ra, khắp pháp giới đều phất thì khắp pháp giới đều ra gió. Tánh phong đầy khắp thế gian, đâu có xứ sở, chỉ theo nghiệp thức của chúng sanh mà biến hiện. Người thế gian chẳng biết,
lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường. Phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. 5. Tánh không đại vốn vô sanh. A Nan, tánh không vô hình nhờ sắc tướng mới được hiển bày, như trong thành Thất La Phiệt, chỗ cách xa sông những dòng sắc ly, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, Phá La Đọa, Chiên Đà La vân vân. Khi dựng nhà xong đào giếng lấy nước, đào ra một thước đất thì có một thước hư không. Như vậy cho đến đào ra một trượng đất thì lại được một trượng hư không. Hư không sâu hay cạn là tùy theo đất đào ra được nhiều hay ít. Vậy hư không này từ đào đất ra, do đào mà có hay vô nhân tự sanh? A Nan, nếu hư không vô nhân tự sanh thì khi chưa đào đất sao nơi đó lại chẳng vô chướng ngại, mà chỉ thấy đất liền chẳng thấy trống rỗng? Nếu từ đào đất ra thì khi đất ra phải thấy hư không vào. Nếu đất ra trước mà không thấy hư không vào thì sao nói hư không từ đào đất mà ra? Nếu chẳng ra vào thì hư không với đất vốn chẳng có khác, chẳng khác tức là đồng, thì lúc đào đất ra hư không sao chẳng ra? Nếu do đào mà có thì phải đào ra hư không, chứ chẳng nên đào ra đất. Nếu chẳng do đào mà có thì tự đào ra đất, làm sao lại thấy hư không? Ngươi hãy xét kỹ, do đào tay ngươi vận động, đất theo sự đào mà dời chỗ, vậy hư không từ đâu mà ra? Đào thì có thật chất, hư không thì trống rỗng, chẳng tác dụng với nhau, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng lẽ hư không khi không tự ra? Vậy, tánh hư không cùng khắp vốn chẳng lay động, nên biết hiện tiền địa, thủy, hỏa, phong và hư không gọi là ngũ đại. Tánh thật viên dung đều là Như Lai tạng, vốn chẳng sanh diệt. A Nan, tâm ngươi mê muội chẳng ngộ được tứ đại vốn là Như Lai tạng. Ngươi hãy xem hư không là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào. Ngươi vốn chẳng biết trong Như Lai tạng tánh giác chân không, tánh không chân giác, tự tánh vốn thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy biến hiện các cảnh giới hiện hữu. A Nan, như đào một giếng thì ra một giếng hư không, vậy mười phương hư không cũng như thế, tánh không cùng khắp mười phương, đâu có xứ sở, chỉ theo nghiệp thức của chúng sanh mà biến hiện. Người thế gian chẳng biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường. Phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. 6. Tánh kiến đại vốn vô sanh. A Nan, bổn kiến bổn giác vốn chẳng có năng tri sở tri, vì sắc và không mới có lập năng sở. Như người hôm nay ở vườn Kỳ Đà, ngày sáng đêm tối, nếu nửa đêm có trăng thì sáng, không trăng thì tối, do kiến tinh phân biệt nên có sáng và tối. Vậy kiến này với tướng sáng tối và hư không là một thể hay chẳng phải một thể? Hoặc đồng chẳng đồng, hoặc khác chẳng khác. A Nan, nếu cái kiến này cùng với sáng tối hư không vốn là một thể, thì sáng và tối hai tướng nghịch nhau, khi sáng chẳng tối, khi tối chẳng sáng. Nếu cùng với tối đồng một thể thì khi sáng cái kiến biến mất, hễ cùng với sáng đồng một thể thì khi tối cái kiến ấy phải diệt. Đã diệt thì lấy gì để thấy sáng thấy tối? Nếu sáng tối khác nhau, kiến chẳng sanh diệt thì đâu có thể nói là một thể được. Nếu cái kiến này cùng với sáng tối chẳng phải một thể thì ngươi lìa sáng tối và hư không, phân tách cái kiến tinh xem là hình tướng gì. Lìa sáng tối và hư không thì kiến tinh đồng như lông rùa sừng thỏ. Sáng tối hư không ba thứ đều khác biệt, vậy từ đâu mà lập kiến tinh? Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được? Lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác được? Hư không và kiến tinh vốn chẳng có ranh giới, làm sao nói chẳng đồng? Thấy sáng thấy tối, sở kiến thay đổi, làm sao nói chẳng khác?
ngươi cần phải xem xét di tế kỹ càng, xét tới cứu cánh triệt để. Sáng do mặt trời, tối do đêm không trăng, thông thuộc về hư không, nghiễn thuộc về đại địa, kiến tinh có giác, hư không vô tri, chẳng hòa chẳng hợp. Vậy kiến tinh từ đâu mà ra? Chẳng lẽ khi không tự ra? Nên biết, kiến, văn, giác, tri, thể tánh viên mãn cùng khắp mọi nơi, vốn chẳng lay động, với hư không vô biên chẳng động, và địa, thủy, hỏa, phong lay động, cùng gọi là lục đại, thể tánh viên dung, đều là Như Lai tạng vốn chẳng sanh diệt. A Nan, ngươi đánh mất tự tánh, chẳng ngộ kiến văn giác tri của ngươi vốn là Như Lai tạng. Ngươi hãy xem cái kiến văn giác tri này là sanh hay diệt, là đồng hay dị, là chẳng sanh diệt hay chẳng đồng dị. Ngươi vốn chẳng biết. Trong Như Lai tạng, tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến. Cái bổn kiến là tự tánh, vốn giác vốn minh. Cái tinh thể của bổn giác vốn minh vốn kiến, vốn tự nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, tùy theo mức độ hiểu biết của tâm chúng sanh tạo thành nghiệp, và nương theo nghiệp ấy mà biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Như một kiến tinh thấy cùng khắp pháp giới, cho đến tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý biết, sự diệu dụng rõ ràng viên mãn, cùng khắp mười phương pháp giới, đâu có xứ sở, chỉ theo nghiệp thức của chúng sanh biến hiện. Người thế gian chẳng biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều do tâm thức phân biệt suy lượng, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. 7. Tánh thức đại vốn vô sanh. A Nan, tánh của tâm thức vốn chẳng có nguồn gốc, duyên theo sáu thứ căn trần hư vọng mà sanh. Nay ngươi hãy xem khắp thánh chúng trong hội này, khi mới dùng con mắt lướt qua, chưa khởi phân biệt, thì thấy chúng chỉ như bóng tượng trong gương. Rồi tâm thức của người theo thứ tự phân biệt, đây là Văn Thù, đây là Phú Lâu Na, rồi tới Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất, vân vân. Vậy sự biết của tâm thức này từ kiến tinh ra, từ sắc tướng ra, từ hư không ra, hay khi không vô nhân mà ra? A Nan, giả sử tâm thức của ngươi từ kiến tinh ra, nếu chẳng có sáng tối và sắc không, thì chẳng có kiến tinh. Kiến tinh còn chẳng có, vậy tâm thức từ đâu mà ra? Nếu tâm thức của ngươi từ sắc tướng ra, chẳng từ kiến tinh ra, thì chẳng thấy sáng cũng chẳng thấy tối. Sáng tối đã chẳng thấy, tức là chẳng có sắc không, sắc tướng kia còn chẳng có, thì tâm thức do đâu mà ra? Nếu từ hư không ra, chẳng phải sắc tướng cũng chẳng phải kiến tinh. Nếu chẳng phải kiến tinh thì chẳng thể phân biệt, tự nhiên không thể biết được các tướng sáng tối và sắc không. Nếu chẳng phải sắc tướng thì sở duyên diệt mất, vậy kiến văn giác tri chẳng có chỗ an lập. Giữa hai thứ chẳng phải kể trên, nếu không thì tâm thức đồng như chẳng có, nếu có thì tâm thức đồng như các vật, dẫu cho có tâm thức của ngươi cũng thành vô dụng. Lược giải. Hư không vô hình, vốn chẳng có bản thể. Nếu tâm thức từ hư không ra thì cũng giống như hư không, chẳng có bản thể để nương tựa, tức là tâm thức chẳng phải sắc tướng, cũng chẳng phải kiến tinh. Giữa hai thứ chẳng phải kể trên, nếu cho là không bản thể, thì tâm thức đồng như không có. Nếu cho là có bản thể, thì tâm thức đồng như các vật. Vật thì vô tri, chẳng có tánh phân biệt, vậy dẫu cho có tâm thức cũng thành vô dụng. Lược giải hết. Nếu khi không vô nhân mà ra, thì sao chẳng cho mặt trời là mặt trăng? Người hay suy xét kỹ càng, cái thấy phải nhờ mắt ngươi. Sắc tướng là cảnh của tiền trần, những gì có tướng mới thành có, chẳng tướng ắt thành không. Như vậy tâm thức từ đâu mà ra? Tâm thức thì linh động, kiến tinh thì trong lặng, chẳng hòa chẳng hợp, kiến văn giác tri đều như thế. Chẳng lẽ tâm thức khi không tự ra?
Nếu tâm thức này vốn chẳng từ chỗ nào ra, sử dụng của kiến văn giác tri trạm nhiên viên mãn, tánh chẳng năng sở, vậy đại thủy quả phong hư không và bổn kiến bổn thức gọi là thức đại thể tánh chân thật viên dung, ấy đều là Như Lai tạng vốn chẳng sanh diệt. A Nan, tâm ngươi vọng chấp chẳng ngộ kiến văn giác tri vốn là Như Lai tạng, ngươi hãy xét sáu chỗ tâm thức này là đồng hay dị, là có hay không, là chẳng đồng dị hay chẳng có không. Ngươi vốn chẳng biết trong Như Lai tạng tánh thức minh tri giác minh chân thức, tánh của bổn thức rõ ràng chân tri, không phải như sự hiểu biết của thế gian có đối đãi và phân biệt. Diệu giác trạm nhiên như như bất động, chẳng thể nghĩ lường được, đầy trùm pháp giới hiển bày khắp mười phương hư không, đâu có xứ sở, tùy theo nghiệp của chúng sanh biến hiện các cảnh giới hiện hữu. Người thế gian chẳng biết, lại mê lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, ấy đều là do tâm thức phân biệt suy lường, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Bấy giờ, A Nan và đại chúng được sự khai thị vi diệu của Phật, thân tâm phẳng lặng, chẳng còn ngăn ngại, mỗi mỗi tự biết tâm thức cùng khắp mười phương, thấy mười phương hư không như xem các vật trong bàn tay. Tất cả vật tượng trên thế gian đều vốn là tánh bồ đề sáng suốt của diệu tâm, tâm tánh tròn đầy, cùng khắp mười phương, xem lại cái thân của cha mẹ sanh ra như mảy bụi lững lơ trong mười phương hư không, thoạt còn thoạt mất, như một bọt nước trôi trong biển cả, chẳng biết sanh diệt từ đâu. Rõ ràng tự biết được cái bổn lai thường trụ chẳng diệt của diệu tâm, được pháp chưa từng có, nên chắp tay lễ Phật và nói kệ tán thán Phật. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm dương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tượng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bửu dương, huyền độ như thị hằng xa chúng, tương thủ thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh di báo Phật ân, phục thỉnh thế tôn dị chứng minh, ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ di tế hoặc, linh ngã tạo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng, thuấn nhã đa tánh khả tiêu dông, thước ca ra tâm vô động chuyển. Dịch nghĩa: trong lặng vạn năng chẳng động tịnh, lăng nghiêm đại định đời hy hữu, tiêu điên đảo tưởng trừ vô thị, chẳng nhọc nhiều kiếp được pháp thân, nguyện nay đắc quả thành chánh giác, độ thoát chúng sanh như hằng sa, hết lòng phụng sự vô số cõi, thế mới gọi là đền ân Phật. Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho, ngũ trọc ác thế nguyện vào trước, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, quyết chẳng tự mình chứng Niết Bàn. Đại hùng đại lực đại từ bi, mong dứt trừ tập khí di tế, khiến con mau đến vô thượng giác, mười phương thế giới tọa đạo tràng, dẫu cho hư không bị tiêu mất, bổn tâm kiên cố chẳng lay động. Hết quyển 3.